Rồi chào anh em nha, lên cho anh em full bộ phục trước của Sonic nha anh em, Sonic 125, hàng zin hết xe Thái về nha. Tình trạng là phục này full đủ đồ hết nha anh em, phục chẳng ba bàn thờ cặp tay lái. Nhưng phục này thì hiện tại là ti nó hơi xấu, phút này xí nè anh em ơi, đó, ti hơi xấu. Thì mình bán là mình sẽ đưa cho anh em luôn một cặp ti Thái màu vàng, tình trạng là mới 100% nè. Đó, anh em về thay vô lên xe là bao đẹp ha. Đó, nói chung là mình bán là mình đưa cho anh em luôn cặp ti này. Đó, anh em về đưa ra thợ người ta làm là thay ti vô vàng, ti vàng đẹp luôn, rất là đẹp. Ti này là ti hàng Thái mới 100% nha anh em ơi. Đó. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp. Thì mình bán full bộ phục trước của Sonic 125 này mình bán cho anh em với giá là 1,1 triệu nha anh em. Luôn cặp ti này nha anh em. Đó. Thì phục này là Sonic nè. Với lại là quay nay là nó xài chung nha anh em ơi. Đó, Sonic và Wayne nó xài chung. Thì mình muốn gọi là Sonic cũng được, muốn gọi là Wayne cũng được nha anh em. Đó. Có luôn hai cây này nha. Thì cái phụ này là nó sẽ cao hơn thằng Nova, là nó sẽ có cái ngạnh này nè. Đó. Rồi mình bán full bộ phụ này là chỉ 1,1 triệu luôn, kèm luôn một cặp ti Thái mới 100%. Anh em nào xài thì alo mình. Phụ này là phụ Nike. Phụ Nike hoặc là Sonic 125 thì nó sẽ xài cốt chân ba lớn nè. Đó. Cốt chân ba lớn hơn là Nova nha. Ok anh em.